Dạ anh Minh, anh dậy rồi hả? Dạ. Dạ bạn anh đã trả tiền phòng rồi. Hồi tối hôm qua anh say quá nên bạn anh đưa anh vô rồi đi liền. Chị ấy không có ở lại. Cảm ơn cô. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Minh ơi là Minh, mày ăn nhậu kiểu gì mà quên cả đường về nhà? Chắc là ngoại và Thương lo lắm đây. Tôi ngoài con mới về. Cái thằng này, đêm qua con nhậu nhẹt kiểu gì mà sai không về nhà được vậy hả con? Con biết con Thương á, nó ngồi ngoài cửa chờ con cả đêm không? Nếu bây giờ mình nói mình đi nhậu với Đồng Giang, chắc là Thương còn buồn và lo lắng hơn nữa. Dạ con gặp mấy thằng bạn học, nó làm gì ở thị trấn á, nó kéo lại làm vài chai. Vui quá, con uống sai hồi nào không hay. Ngoài thì không sao, miễn con an toàn về nhà là được. Con ra mà năn nỉ đi, nó lo cho con đến độ mà không ngủ được cả đêm đó. Dạ ngoại. Biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi đi. Lẽ ra anh phải điện thoại cho em để em yên tâm, nhưng mà lúc đó anh say quá. Lâu lâu anh mới gặp bạn bè mà, em cũng biết là anh đâu phải là bợm nhậu đâu, cho nên anh uống vài chai là say liền à. Mà đã say rồi anh đâu dám chạy xe về nhà, lỡ xảy ra tai nạn em không sợ mình ở giá sao? Sao lại nói dối em? Giang lo quá nên Giang gọi điện thoại hỏi thăm Minh nè. Minh thấy trong người sao? Có mệt lắm không? Cảm ơn Đồng Giang, Minh đã về tới nhà rồi. Không hiểu tại sao hôm qua Minh lại sai đến gì vậy. Minh đã làm phiền Giang, xin lỗi nha. À, mà Giang đã về tới Sài Gòn chưa? Yên tâm, Giang đã về tới Sài Gòn rồi. Có gì đâu mà phiền. Chính Giang mới là người phải cảm ơn Minh đó. Cảm ơn Minh đã bên cạnh Giang, lắng nghe Giang lúc buồn nhất. Không có Minh, thật sự là Giang không biết nói chuyện này với ai. Tụi mình là bạn bè với nhau mà, Giang đâu cần phải nói vậy. Mình chỉ mong Giang và Tùng sẽ tìm được tiếng nói chung, không giận nhau nữa, giờ sống hạnh phúc giống như những ngày đầu. Khó lắm Minh ơi. Cho dù mình có muốn cũng phải có sự hợp tác của hai bên. Bây giờ Tùng cũng đã có người mới rồi, chuyện hàn gắn vợ chồng Giang thấy là không có dễ đâu. Thương à. Dạ. Sao con khóc vậy? Ngoài nói con nghe nè, con giận nó chút thôi rồi bỏ qua đi con, dù sao cũng về tới nhà bình an rồi mà. Dạ con không sao đâu ngoài. Thôi con ra xưởng làm việc nha ngoài. Con hôm nay mẹ thằng Minh không có ở nhà, con khỏi ra xưởng làm, con ở nhà lo cơm nước cho ngoại nha. Dạ. Vậy nha.
Mày là bạn thân của tao, nên là tao muốn mày chứng kiến những gì xảy ra trong cuộc đời của tao. Điều cuối cùng tao muốn mày công nhận là tao chưa bao giờ biết chịu thua ai. Tao sợ mày thiệt đó. Mọi chuyện mà mày sắp đặt cứ như là một kịch bản của một bộ phim hoàn hảo vậy. Tất cả những nhân vật đều nằm trong lòng bàn tay của mày. Mày nói vậy á, không lẽ tao có khiếu trở thành nhà biên kịch trong tương lai? Mà cũng có lý đó. Biết đâu chỉ cần viết câu chuyện thật về cuộc đời của tao thì cũng có một kịch bản phim hấp dẫn rồi. Dai quá vậy? Anh buông tay em ra đi. Em không có quyền gì giận anh được hết á. Thái độ của em rất là lạ. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh qua đêm đâu. Và cũng đâu phải là lần đầu tiên anh nhậu nhẹt. Sao lần này em không thể bỏ qua cho anh được vậy? Anh làm gì là quyền của anh. Còn em suy nghĩ gì là quyền của em. Chuyện của anh không liên quan gì tới em hết á. Phải có một lý do gì đó cho nên em mới cư xử kỳ lạ như vậy. Em nói cho anh biết đi. Em đang suy nghĩ gì? Em cứ giấu mọi thứ trong đầu thì làm sao anh biết được là em đang muốn gì? Vậy có chắc là anh không giấu em chuyện gì không? Hai đứa nghe mẹ nói nè. Mẹ, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải thành thật nói ra với nhau để tìm cách mà giải quyết chứ con. Có biết câu tích gió thành bão không? Chờ bão tới thì việc chống chọi còn khó khăn hơn nhiều đó. Mẹ à, con biết là con sai rồi. Đêm hôm đó con đã không về nhà mà cũng không báo cho Thương biết. Nhưng mà con đã xin lỗi Thương rồi mà Thương vẫn không chịu bỏ qua. Ủa Thương, sao vậy con? Chuyện nhỏ vậy mà con không bỏ qua cho Minh được. Sau này thành vợ chồng rồi, mâu thuẫn còn lớn hơn nữa. Lúc đó làm sao mà giải quyết chứ? Là phụ nữ cần phải biết rộng lượng, biết dị tha thì mới hạnh phúc được con à. Con không phải là người ích kỷ mà không thể bỏ qua lỗi lầm của người khác được. Còn anh, trước khi anh trách em thì anh cũng nên coi lại bản thân mình. Anh đã làm gì để em không thể tha thứ cho anh được? Minh, Minh. Dạ. Con nói thiệt đi, con đã làm gì có lỗi với Thương hả? Mẹ tin Thương là đứa hiểu chuyện. Nó sẽ không giận con cả tháng trời về chuyện con nhậu qua đêm với đám bạn học đâu. Con ai tới vậy Minh? Dạ con chào gì? Ủa mà làm gì Minh với Thương nhìn Giang dữ vậy? Không vui khi Giang đến thăm hả? À, đâu có. Mà Giang đi đâu mà ghé vô đây vậy? Mình nhớ Ngọc Nữ không? Bạn thân của mình đó. Thời đại học mình cũng có gặp bạn này mấy lần rồi mà. Lâu quá không gặp, nghe Giang nhắc tới Minh hoài luôn. Hôm nay thì mình với Giang ghé đây ăn đám cưới, cho nên là sẵn qua đây thăm Minh luôn. Thiệt tình là lâu quá không gặp, cho nên tôi cũng không nhớ nữa. Mời hai người vô nhà chơi. Ủa gì? Dì có khỏe không? Mà ngoại đâu rồi dì? Con không thấy ngoại. Con có mua yến xào và nhân sâm đến biếu cho ngoại nè. Trời ơi, mấy con tới chơi là vui rồi, quà cáp làm chi. Thôi vô nhà chơi đi con. Ủa Thương, sao nhìn Thương xanh xao quá vậy? Bệnh hả? Nè Minh, chăm sóc người yêu á mà sao để người yêu ấm nhơm vậy? Minh tệ quá. Tôi không sao hết. Thôi mọi người vô nhà đi, tôi ra sau pha trà. Cô ta lại giở trò gì nữa đây? Gì à? Con với Minh không có duyên phận nên không thể là vợ chồng. Nhưng con muốn tụi con mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Con có thể thỉnh thoảng tới thăm dì và bà ngoại có được không dì? Được chứ. Con nghĩ vậy là phải đó. Vợ chồng là duyên là nợ. Không được thì cứ coi nhau như bạn bè. Con cứ tới nhà chơi nha. Dạ. Nè, còn Minh thì sao? Lời đề nghị của Giang có quá đáng không? Có gì là quá đáng đâu chứ. Mình cũng rất mừng khi Giang đã hiểu ra được vấn đề. Mình mãi là bạn tốt của nhau nha. À, xin lỗi nha. À, cho Giang ra sau rửa tay chút được không? Hồi nãy tay bị dính mứt, rít quá. Vậy ra phía sau đi. À, thôi khỏi. À, có thư đằng sau mà. Mình cứ tiếp Ngọc Nữ giùm Giang đi nha. À, Minh, ở gần đây có chỗ nào vui chơi không ta? Tại vì ngày mai á, Giang với Nữ đi đám cưới xong, ở lại đây vài ngày nhưng mà chưa biết đi đâu hết. Ừ, mình sẽ dẫn đi cho. Cô sao vậy? Sao lại tránh mặt tôi? Tôi thừa biết là cô đến đây để gây sự với tôi, chứ không phải chỉ đến để hỏi thăm thông thường. Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó. Ok, tôi rất thích đấu với người. Hãy